Trông em đã xong là để chú đi quốc du nữa nhá. Đi, đi vào nhà đi đã. Ơi, vào đây đi để chú đi quốc du nữa nhá. Đi quốc du đã mới câu được. Câu về tối ăn nhỉ. Ngồi đây nhá, trông em đừng có để như hôm qua nữa nhá. Run đây rồi. Đi câu đi. Dao cho không đứt tay. Đi thôi, đi thôi. À, cầm run đi này. Đi. Câu cá nào, tối nay mình có cái ăn. Úi, để run rơi rồi, nhát nó nhìn đi. Nhanh, nó bỏ đi mất. Đi, đi tiếp. Nhanh lên một tí. Không tí nữa là tối là không có, không câu được ấy. Cầm cái xô đấy đi để đựng cá cho chú ở trong đấy đi. Đi đi đi, đi. Có cá rồi ăn. Để chú đi lấy cần câu đã, làm cần nữa. Cái câu được, đừng để cho em ăn đá nhá. Trông đi, để run ở đấy. Cẩn em ngã nhá. Đi đi đi.
đưa cái chó không được. Cho vào mồm nhé. Đưa đây cho chú, đừng ăn cái này phát lắm đấy nhá. Ừ, chơi ở đấy đi. Sắp xong rồi. Tối nay làm món cá nướng nhá, hay là cá rán. Cá thích ăn cá gì? Nướng hay rán? Rán đây nè.
đâu run đâu đi anh cho chú. Để chú đi thả câu trước xem được không. Ui nhà. Ui. Ui trời ơi. Ui được con cá ở đây. Đấy. Để xôi lấy nước về nhanh đi. Bé. Đây nhá, chú đi câu thêm nhiều cá lắm, cứ cần riêng khắp tôi đi rồi sao nhỉ. To chưa? Sợ thật đấy. Cá nó to nhỉ. Chắc phải đưa vào bờ thôi nhỉ. Nó chạy mất đấy. Bắt được rồi chứ.
tay cá này. Ui rồi. Ra bến nhanh lên. Xem con cá này, tôi câu được nhiều lắm rồi ấy. Đây con cá này. Cắn đấy nhá. Con kia về đây xem nào. Xem nó con. Xách về đây. Rồi để chú đi. Đi cho nó vào trong xô đã hả. Nhìn nó chạy mất đấy. Đấy, để xem chị gỡ được không nhá. Cẩn thận nhớ móc nó nhá. Móc vào tay đấy, đưa đây chú gỡ cho. Giữ con cá nào, giữ chắc nhá, nếu lấy nó ra được hắc mắc rồi đấy. Rồi còn con to này nữa chứ. Để chọc vào tay ấy, đừng thò tay vào để chú mới lấy được. Đây ra rồi nào, nào. Cái ngạnh của nó này, cái ngạnh này nó chọc nó này. Đây này, xong vào đây đi. Cá thôi, bán nó nhờ nhiều này ấy. Đi. Thu gọn cái này đã. Để cái này đi thôi, không dùng nữa. Để lần sau còn đi câu nhá. Không bẻ được nữa, sẽ bị tươi. Cỡ này ra. Không đứt à? Đấy, thấy chưa? Đứt ở đây. Vẫn vào lấy về cho vào túi. Mai kia mình lại đi câu lấy cá về ăn. Đi, về đi. Không xách được đâu, đưa đây thì xách nặng lắm. Cháu cầm con dao kia đi. À không cầm dao được, sắp đi. Đi. Về. Đi bán cá nào. Đây, đây, đây. Thích không? Nặng quá. Nướng được đấy. Chép. Nướng được đấy. Đấy. Nướng bao tiền đấy? 4 con, 4 con để 60.000 đấy. 40.000, thiếu 20.000 đúng không? Đây, cho vay 20.000 thế này. Nè, dạ, 10.000. Nè. Nè, cầm về tí nữa. Bằng bằng. Ôi thằng này bê nốt mày về nhà mày nướng đi. Còn 2 con nữa. Bán cá. Bà lấy hết đội cháu nhá. Bán cá bà mua. Bán cho bà. Bán được câu khỏe. Ôi đẹp quá.
Cái này nhá, thấy không? Đi tiền không nên đâu. Nào, thì em bé thì cái này xem được không? Vừa ấy nhỉ? Bao nhiêu tiền bà? Con trai này đi đâu cả buổi không thấy về nhà nhóm bếp, đi làm gì mệt chẳng thấy cơm canh ở đâu, chán thật này. Già rồi đi làm gì không ai nấu cơm cho ăn. Ui. Vâng, mày đi làm về rồi. Đi đâu mà không
cơm chờ mẹ đâu. Mẹ đi làm biển đi câu cá à? Thì được cá không? Bán hết rồi, mua quần áo cho mẹ. Mẹ đi làm về cháu nấu cơm. Cháu thấy ngồi có cơm tí nào bà mẹ vừa đun lửa nhóm lửa này. Thế là đi lại thấy hai đứa trẻ của nhà nó. Con nọ nhặt được ở ngoài kia về. Mẹ nó thì trôi nước đi rồi, có mỗi hai chị em cứ lang thang ngoài đường con nhặt về. Thế nhặt về con thân con còn không nuôi được. Sao nuôi được hai đứa con này? Ồ, thì mẹ thấy buồn đấy. Thân còn nuôi chưa xong. Nên là bà không biết đâu, mẹ không biết đâu. Chưa chi đã khóc rồi. Thấy nó tội quá giờ về nuôi. Nuôi nhà bà, bây giờ bà mẹ còn một mình nữa. Con còn không có vợ nữa. Thế là đi câu cá không thể nhặt về như là thế nào. Đấy, lấy cái gì nuôi? Mẹ khóc lấy cái gì nuôi? Con biết con là sao con? Con là xấu là bình tật đấy. Lấy gì nuôi đó? Chị chi đã khóc à? Thế bà mẹ không nhận đâu. Thế nếu con nuôi hay nếu là con mang đi đâu thì nuôi đi. Cái này không biết là nuôi có tốt hay xấu không biết. Đi. 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 Đi ra ngoài mẹ không nuôi được đâu. Đi sai không ở gần bà, không ở gần mẹ. Mẹ không thích à? Không mà mẹ không thích à? Đi sai đi. Mang đi lấy cái gì cho nó ăn? Khóc quá đấy xưa bà. Mẹ con thương con mang đi bà ra rồi. Mẹ ra rồi mẹ còn đi làm mẹ còn mất ngủ nữa.